Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện phần bài tập còn lại trong phần bài tập làm quen với lại chữ phờ. Yêu cầu của bà đã là tô màu gì nhỉ? Lá cờ Việt Nam nhé. Lá cờ Việt Nam hẳn là rất là thân thuộc với tất cả chúng ta rồi đúng không nào? Lá cờ Việt Nam sẽ có hai màu, đó là màu nền đỏ và hình ngôi sao màu vàng đúng không nào? Để thực hiện được bài tập này, chúng ta sẽ chuẩn bị màu. Mình có chuẩn bị màu sáp và màu nước ở đây. Hai loại màu này đều của Daily và sử dụng rất là an toàn và thân thiện đối với da tay cũng như là đối với môi trường nhé. Các bạn sẽ chọn hai màu chính, đó là màu vàng và màu đỏ. Chắc mình đã chọn được hai màu rồi. Chúng ta sẽ tô hình ngôi sao trước nhá. Và chúng mình nhớ là khi cầm bút là cầm tay phải, cầm bằng ba đầu ngón tay như thế này nhé. Bắt đầu thôi. Vì hình ngôi sao sẽ có 5 cánh nhọn nên chúng ta phải tô thật chậm. Nếu tô nhanh thì nó sẽ chớm sang bên ngoài các bạn ạ. Rất là dễ thôi đúng không nào? Tiếp theo là phần nền và phần lá cờ thì tô một màu đỏ nhé. Chúng mình tô đúng nha, đúng màu. Phần này chúng ta sẽ không được tô màu theo ý thích nữa, bởi vì là lá cờ quốc kỳ Việt Nam mình chỉ có duy nhất một mẫu, đó là cờ đỏ sao vàng thôi các bạn ạ. Các bạn có thể vẽ thêm một nền đỏ xung quanh ngôi sao trước để chúng mình tô cho nó dễ. Mình đã tô xong phần tô màu ngày hôm nay rồi. Lá cờ Việt Nam của chúng ta thật là đẹp đúng không nào? Thời lượng của kênh hôm nay đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Tạm biệt.